Lời đầu tiên, Đoàn Việt Hương xin chào đến tất cả các quý vị đang vì chương trình hôm nay đặc biệt lắm. Quý vị thấy hôm nay là nhìn giống như là sinh viên, nhưng mà thật ra này là mình cố mình làm trẻ lại. Cho nên mọi người hôm nay là cao đoàn trẻ. Vâng, người đầu tiên ngồi ở góc bên kia, Hương xin giới thiệu là anh Hoàng Vân, Minh Ngân, anh Thành Sơn và người lớn nhất là Hân Holiday. Vâng, hôm nay chương trình những bài thánh ca được chọn ra, những bài hát mà đúng là một chương trình hát để cầu nguyện. Hát là cầu nguyện. Trước khi mình vào bài hát đầu tiên thì có ai gửi lời hay nhắn hay nói gì với ai đó không? Hát hôm nay tạm gọi là tình Chúa, thì anh em tôi xin qua đây để dâng lời cầu nguyện. Mong rằng là Chúa sẽ ban bình an cho tất cả mọi người. Xin cảm ơn. Vâng, và như lời anh Hoàng Vân thì nhóm Tình Chúa đã đến với Hát là Cầu Nguyện để hát bài đầu tiên là Tình Yêu Thiên Chúa. Bài hát này sáng tác của Thế Thông và Đình Diễn. Xin mời quý vị cùng nghe bài đầu tiên nha. Tình yêu Thiên Chúa như trăng như sao, đưa con lên cao, ôi nào biết lấy chi bao đêm. Chúa dắt dìu con đi qua đêm đen, cho con ca khen tình yêu Chúa ôi như đại dương. Tình yêu Thiên Chúa trói sáng khắp chốn, gối xanh tôi đời, ôi tình Chúa sao quá cao vời. Con quyết trọn đời dâng hiến xác thân, loan báo thiên ân cho khắp nhân trần. Người đã thương tôi từ thuở xa xôi, chưa có bầu trời. Nào ai có biết tôi đã từ đâu sinh đến trong đời. Chúa đã thương tôi nên có đôi môi tôi càng ngàn khúc hát vang lên ngợi khen. Tình yêu Thiên Chúa như trăng như sao, đưa con lên cao, ôi nào biết lấy chi bao đêm. Chúa dắt dìu con đi qua đêm đen, cho con ca khen tình yêu Chúa ôi như đại dương. Tình yêu Thiên Chúa trói sáng khắp chốn, gối xanh tôi đời, ôi tình Chúa sao quá cao vời. Con quyết trọn đời dâng hiến xác thân, loan báo tin ân cho khắp nhân trần. Trời đất bao la dành hết cho ta, đâu có tình cờ. Tình yêu Thiên Chúa đã tác tạo nên sông núi trên đời, trong gió lên khơi, trong tiếng mưa rơi, nghe như là tiếng Chúa trong tim mọi người. Chúa như trăng như sao, đưa con lên cao, ôi nào biết lấy chi bao đêm. Chúa dắt dìu con đi qua đêm đen, cho con ca khen tình yêu Chúa ôi như đại dương. Tình yêu Thiên Chúa trói sáng khắp chốn, gối xanh tôi đời, ôi tình Chúa sao quá cao vời. Con quyết trọn đời dâng hiến xác thân, loan báo tin ân cho khắp nhân trần. Ngày tháng hôm nay và mãi tương lai,
Chúa biết từng ngày đời tôi đang sống, dẫu có đổi thay tay Chúa an bài. Mưa gió miên man hay nắng hân hoan, môi luôn tràn tiếng hát tâm tư bình an. Tình yêu Thiên Chúa như trăng như sao, đưa con lên cao, ôi nào biết lấy chi bao đêm. Chúa dẫn dìu con đi qua đêm đen, cho con ca khen tình yêu Chúa như đại dương. Tình yêu Thiên Chúa trôi sang khắp chốn, gối xanh tôi đời, ôi tình Chúa sao quá cao vời. Con quyết trọn đời dâng hiến xác thân, loan báo thiên ân cho khắp nhân trần. Con quyết trọn đời dâng hiến xác thân, loan báo thiên ân cho khắp nhân trần. Biết nói gì đây? Nói cảm ơn cũng chưa đủ, vì bài hát đầu tiên quá hay. Không phải là Hương nói hay, mà là nhìn vào phone nè. Hương nhìn vào phone là khi mà ba người bắt đầu cất tiếng ca lên thì là tim hoa gửi rất là nhiều, bộ tay nhiều lắm. Và hồi xưa mình đi lễ đó, ở nhà thờ là toàn những bài hát rất là quen thuộc. Và cái giọng bè cũng như là ba người này hát, đúng là ca đoàn Việt Nam. Hôm nay là một đêm cầu nguyện, thì chúng ta cùng cầu nguyện với nhóm Tình Chúa nha. Tình Chúa và cùng bé Gia Hân. Gia Hân sau một thời gian dài ngồi trên hát là cầu nguyện, thì bây giờ Hân đàn nhạc thánh ca và Hân thuộc nhạc thánh ca luôn rồi đó. Hôm nay thì chương trình dài nhiều bài hát, cho nên cho Hân giới thiệu bài thứ hai. Bài này là khúc ca tạ ơn. Và đối với Hương thì trong bất cứ hoàn cảnh nào hay là mình như có như thế nào nữa, thì cuộc đời của mình cũng đã xin nhiều lắm rồi, cho nên bây giờ đã đến lúc mình cảm ơn, mình tạ ơn Chúa. Thì với cái bài hát này, khúc ca tạ ơn, chúng ta sẽ cùng nhau cảm tạ Chúa nha. Và rồi chút xíu mình cảm tạ trước, chút xíu mình xin sau. xin mời quý vị thân yêu của hát là cầu nguyện lắng nghe tiếng hát của Hoàng Vân với khúc ca tạ ơn của linh mục do linh mục Thiên Ân sáng tác. Trôi Chúa an bài cho thật biết bao lần.
lạ lùng. Đời con là tiếng hát không ngơi, ta khen muôn đời lời tạ ơn Thiên Chúa. Tạ ơn vì những lúc bình an, Chúa thương tặng ban cuộc sống vui tràn hòa. Tạ ơn vì những lúc nguy nan, Chúa đã thương ban niềm cậy trong miên man. Xin tạ ơn Chúa, mãi muôn đời con xin tạ ơn Chúa. Dù trần gian bao khó nguy ngập tràn, tình Ngài thương con bước đi bình an. Xin ngợi ca bao la tình thương Chúa, mãi muôn đời ca vang tình thương Chúa. Trọn niềm tin con phó trong tay Ngài, vì đời con tất cả là hồng ân. Công nhận Linh Mục Thiên Ân làm cái câu kết hay quá hả? Kết thúc cái câu rất là hay, phải không? Trong đã dạ, tạ ơn vì tất cả là hồng ân. Mình không thể complain. Nếu mà nhìn lại cái quãng đời của mình thì tất cả là hồng ân, cho nên là thôi không có kêu ca nhé. Nhưng mà bài hát mở đầu nó là bài hát Tình Chúa rất là hay. Chọn ai chọn bài mở đầu vậy? Tất cả ba người chọn hay ai chọn? Ba người chọn. Ba người chọn. Vậy là cho điểm ba người. Đưa một số bài để ba người xem vote số bài. Vậy thì quý vị ơi cho ba người điểm 10 điểm hết nha. Vâng, bây giờ thì Hương nhường cái lời giới thiệu đến cho ca viên nào chọn cái bài này, cái bài kế tiếp. Cái bài này thì nếu quý vị nhớ, quý vị nào là fan cứng của Hát Là Cầu Nguyện thì nhớ có một lần Sơ Ái Liên lại lên đây mà sơ lên với tác giả có bài hát này là Cha Hùng Cường. Và Cha và Sơ đã lên chương trình này để hát bài này, thì cái bài đó lần đầu tiên Hương nghe được và Hương rất yêu cái bài này. Vậy thì mời ai hát bài này, xin giới thiệu một chút xíu. Minh Ân xin
hát cùng với các anh chị nhạc phẩm Ngày ở nơi đâu. Khi chúng ta thất vọng, chúng ta đau khổ đến tận cùng, thì chúng ta hay tự hỏi Ngài ở đâu, sao Ngài không đến với con. Nhưng khi chúng ta hạnh phúc và chúng ta vui sướng, không biết là chúng ta còn tìm đến Ngài hay không. Hy vọng rằng bất cứ lúc nào đau khổ cũng như hạnh phúc, chúng ta đều ngước mắt lên và nhìn tới Ngài. Do đó Ngân muốn chọn nhạc phẩm Ngài ở nơi đâu. Ngân biết rằng có những người chúng ta rất là tuyệt vọng, nhưng trong cái tuyệt vọng đó chúng ta sẽ tìm được những niềm hy vọng. Chốn bụi đời con biết theo ai, giữa những lọc lừa con biết tin ai. Sáng thức dậy nhìn đã thấy bon chen, tối lúc trở về mệt lã cơn âu. Ngước mắt nhìn trời, Ngài ở nơi đâu, Ngài ở nơi đâu, Ngài ở nơi đâu. Thân phận người sao quá long đong, mãi kiếm tìm hoài hạnh phúc mong manh. Cố gắng miệt mài toàn tính hôm nay, nhưng mai này về vẫn trắng đôi tay. Tương lai mịt mờ tựa áng mây bay. Trong anh, Ngài ở
trong em và mãi mãi ở trong trái tim mọi người. Ngài ở trong tôi, Ngài ở trong em. Trong em và mãi mãi ở trong trái tim mọi người. Mỗi ca khúc mà Linh Mục Hùng Cường sáng tác thì theo như lời cha nói đều có một tâm sự và một cái trắc trở mà có thể là khi cha đang ngồi trên chuyến bay để đi đâu đó thì cha cũng có thể sáng tác được một bài ngay trên máy bay. Thì nghe những lời cha tâm sự thì và mình nghe những bài hát của cha thì mình thấy ví dụ như cái bài Ngài ở nơi đâu, khi chúng ta tại sao như Minh Ngân nói có mà mình đau khổ hay mình buồn hay mình chới với mình mới hỏi là Chúa ở đâu, Ngài ở nơi đâu. Thì bây giờ bắt đầu từ sau khi cái chương trình này, cái lúc mình vui mình cũng hỏi ủa Chúa đâu rồi, cảm ơn Chúa, nhớ nha. Dạ, Chúa đến chia sẻ hạnh phúc với chúng con. Trong căn phòng này, những bài hát tối hôm nay là những lời cầu nguyện, thì Hương tin chắc rằng Chúa đang nhìn xuống, không phải riêng cho anh chị em chúng tôi mà ngay cả những người mà nghe chương trình hát là cầu nguyện thì cũng được Chúa nhìn tới đó. Chúng ta chúc tụng bằng những lời hát, bằng những bài ca. Cho nên là chương trình chọn là hát là cầu nguyện là vậy đó. Thì thay vì quý vị đọc kinh mỗi buổi tối và cầu nguyện, thì bây giờ tối hôm nay mình nghe 8 bài hát này, mình sẽ khỏi phải đọc kinh tối. Nói vậy không biết có tội không nữa. Cái bài xúi mọi người không chị đọc kinh là có tội. Hát là hai lần cầu nguyện mà. Ừ, đúng rồi. Cho nên là tối hôm nay mình nghe 8 bài là thành ra mình cầu nguyện 16 lần. Vừa rồi mình mới hỏi Ngài ở nơi đâu, thì bây giờ mình lại nói là xin đừng xa con. Tại sao mình cứ là mình cứ kêu Chúa, mình cần có Chúa. Thì cái bài xin đừng xa con này của tác giả là Nguyễn Chánh và Thanh Sơn, nhưng mà ai sẽ là người hát bài này? Thanh Sơn hát. Thanh Sơn hát bài này. Bây giờ xin mọi người cùng lắng nghe. Thanh Sơn sẽ hát bài này với thiên đàng của Gia Hân nhé. Cho con một lòng tin mến Chúa suốt đời dù bao tháng năm, không đổi thay. Xin đừng xa con Chúa. Xin đừng
xa con. Chúa ơi, vì Chúa mãi mãi con nương nhờ, chờ che qua khói bao hiểm nguy. Tình Chúa sưởi ấm con mỗi ngày, dìu con bước đi trong cuộc đời. Xin đừng xa con, vì Chúa muôn đời thương con. Lạy Chúa muôn vàn yêu thương, xin Chúa đừng xa con. Dù đời con có trôi đi xa, thì tình thương Chúa vẫn theo cùng. Dù nhiều phen bước chân lỗi lầm, thì ngày đêm Chúa luôn mong chờ, vì lòng xót thương. Xa con Chúa ơi, vì Chúa mãi mãi con nương nhờ, chờ che qua khói bao hiểm nguy. Tình Chúa sưởi ấm con mỗi ngày, dìu con bước đi trong cuộc đời. Xin đừng xa con, vì Chúa muôn đời thương con. Lạy Chúa muôn vàn yêu thương, xin Chúa đừng xa con. Chúa mãi mãi con nương nhờ, chờ
che qua khói bao hiểm nguy, tình Chúa sưởi ấm con mỗi ngày, dìu con bước đi trong cuộc đời. Xin đừng xa con, vì Chúa muôn đời thương con. Lạy Chúa muôn vàn yêu thương, xin Chúa đừng xa con. Nghe những lời thấm thiết như thế này thì Chúa đâu có xa mình đâu. Trời ơi, thấy những cái bông hoa, những trái tim và những lời khen thì cảm ơn lắm. Chương trình hôm nay tuyệt vời quá phải không các bạn? Bây giờ bài tiếp theo đây. Nghe cái tựa đề thôi đó thì mình thấy cái đọc cái tên thôi là Hương đã thấy là đúng. Vậy thì mình nghe xong đi rồi mình mới nói về bài này. Bài này mình xong ca phải không? Xong ca. Bài ngày hai người xong ca. Và nếu mà song ca thì có bè thì phải tập nhiều lắm. Cho nên là quý vị biết là cái bài hát này rất là công phu của hai người bên kia. Xin mời quý vị. Công phu không anh Vân? Công phu không? Có thời gian tập phục nhiều không? Hay là bây giờ là không có thời gian để tập. Nghe thử nha. Biết Chúa biết con cũng linh mục ân đức. Xin một tràng vỗ tay cho hai ca viên. Và bao nhiêu ca viên ở nhà nữa? Ở nhà, đúng rồi. Đang theo dõi không? Xin Ngài cho
được gọi Thiên Chúa là Cha. Biết con phụng dường nào được Ngài cho làm bát hương, biết con phụng dường nào dự phần vinh phúc bao la. Xin cho con biết Chúa, xin cho con biết con, biết Chúa là sự sống, là chốn nghỉ an, là suối hồng ân. Biết Chúa trong cuộc đời, biết Chúa trong mọi người, biết Chúa là ánh sáng, là chính hy vọng. Dẫn lối đưa về, biết con bao lần rồi để lòng trai đã ngủ mê, biết con hư đời đời được Ngài thương tình cứu vớt, biết con quên tình Ngài mà Ngài trung tín không ngờ. Chúa, xin cho con biết con, biết Chúa là tình yêu, là đấng lòng con thèm khát chờ mong. Biết Chúa bao sáng giàu, biết Chúa bao ngọt ngào, biết Chúa là Thiên Chúa hiền thông muôn đời. Qua bài hát Biết Chúa Biết Con thì Hương nghĩ rằng chúng ta ai cũng thấy mình ở trong đó. Nãy giờ bài hát này lần đầu tiên Hương nghe, nhưng mà Hương cảm thấy là những cái gì trong bài hát này là cái điều mà mình cũng muốn nói lên. Thì Hương nghĩ rằng ở bên ngoài tất cả mọi người cũng nghĩ như Hương, phải không? Và có một bạn viết là tuyệt vời quá, xin cho con biết Chúa và xin cho con biết con. Xin cho con biết con, đối với Hương cái điều đó rất là quan trọng. Có lúc mình chẳng biết mình là ai, có nhiều người chẳng biết mình đang đứng ở nơi đâu, mình đang làm gì và mình là ai. Cho nên là cầu nguyện để luôn luôn mình biết, xin cho con biết con. Và bây giờ lại trở lại với hai chú cháu hả? Hai, chính xác, hai chú cháu. Hai chú cháu thôi, hai chú cháu tự giới thiệu đi. Nhưng mà Gia Hân ơi, có người xin số phone Gia Hân thì mình đâu có đọc lên đây, nhưng mà mình sẽ gửi cho cô Nga Bùi ha. À, bây giờ chú giới thiệu với cháu đi, hai người hát. Cháu hát, cháu đàn cho chú bài gì cho khán giả biết ạ? Dạ vâng, một bài hát rất là quen thuộc của linh mục nhạc sĩ Nguyễn Văn Tuyên. Thanh Sơn xin gửi đến tất cả quý vị nhạc phẩm mang tên Niềm Xác Tín Của Con. Cho Hương hỏi, cha Tuyên có phải cha Tuyên của mình không? Của mình có nghĩa là ở đây nè, ngay gần. Dạ đúng rồi á, đúng rồi. Dạ vâng. Cha Tuyên ơi, hôm nào mình sẽ gửi cái bài này cho cha Tuyên nghe. Vì cha Tuyên biết trong chương trình Hát Là Cầu Nguyện, hát nhiều bài của cha Tuyên và nhất là nhiều bài của linh mục Hùng Cường, nhiều nhiều lắm. Anh Sơn có quen cha Tuyên không? Dạ không dám quen. Không dám quen. Quen cha, các cha sợ các cha cứ bắt đi xưng tội một tháng một lần. Hồi nãy Hương đùa là đừng không có có phải đọc kinh mỗi tối đó, từ vì mình nghe chương trình này 8 bài rồi thì Thuận nói là chị Hương nói vậy, chị Hương suối bày cho mọi người không đọc kinh tối, đùa phải không Thuận? Nói vậy chứ một bài hát là một lời cầu nguyện và buổi tối mình đọc một kinh thôi cũng được nhé. Và bây giờ trở lại với Niềm Xác Tín Của Con qua tiếng hát của anh ca viên Thanh Sơn và Gia Hân là con luôn
luôn tin rằng tình ngài thương con không bờ không bên. Con luôn tin rằng ngài chọn tin con khi chưa có sao trời. Mặt trời mặt trăng theo con ngày ngày, nẻo đường con đi thiên thu dịu vời, ngài phụ vây con với khi trời mặt trồng. Và nay con đến Chúa ơi, xin quyết theo ngài. Khốn khó cô đơn gian chuột lo âu không đôi bước, một điều nguyện ước Chúa ơi, ơn thánh Chúa trời, dẫn lối con đi vững bước trung chính nơi thánh điện ngài. Con luôn tin rằng ngài chọn tin con nên hàng khanh tương. Con luôn tin rằng ngài dìu con đi trong cung thánh điện ngài. Dù đời ồn nhớ ngu ngơ dại khờ, ngài đã thương yêu không chi tầm thường, ngài đã cho con luôn mang nhiều ngất ngây. Và nay con đến Chúa ơi, xin quyết theo ngài. Khốn khó cô đơn gian truân lo âu không lùi bước, một điều nguyện ước Chúa ơi, ơn thánh Chúa trời, dẫn lối con đi vững bước trung chính nơi thánh điện ngài. Chưa có sao trời, mặt trời mặt trăng theo con ngày ngày, nẻo đường con đi thiên thu dịu vời, ngài phủ vây con mỗi khi trời mặt trồng. Và nay con đến Chúa ơi, xin quyết theo ngài. Khốn khó cô đơn gian truân lo âu không lùi bước, một điều nguyện ước Chúa ơi, ơn thánh Chúa trời, dẫn lối con đi vững bước trung chính nơi thánh điện ngài. Và nay con đến Chúa ơi, xin quyết theo ngài. Cô đơn gian truân lo âu không lùi bước, một điều nguyện ước Chúa ơi, ơn thánh Chúa trời, dẫn lối con đi vững bước trung chính nơi thánh điện ngài. Phải công nhận niềm xác tín của cha Tuyên hay quá. Mà cha sáng tác hay là điều dĩ nhiên, thì cha có chắc cha có Chúa dẫn dắt và soi sáng cho cha. Bây giờ mình mấy bài rồi? Mình còn bao nhiêu bài nữa đây? Nếu mà còn ít giờ quá thì Hương sẽ ít nói lại. Nhưng mà đúng rồi, trong cái cuộc sống của mình đó,
Thì nãy giờ quý vị nghe tới 6 bài rồi. 6 bài, mỗi bài là một cái nét riêng, một cái điều mà những người sáng tác, các cha, các linh mục cũng muốn nhắn nhủ cho chúng ta. Tuy nhiên khi mà nói tới cái bài kế tiếp đây, hai cái chữ sám hối. Khi nghe sám hối thì mình cứ sợ, mình nghĩ wow, có tội nhiều quá mới đi sám hối. Nhưng mà thật ra có một lần Hương nghe cha ở nhà thờ Huntington Beach. Cha Quân nói là mình phải sám hối, mình phải đi xưng tội thường xuyên, vì ngay cả cha, các linh mục đây, ít nhất nha, là một tháng phải xưng tội một lần. Cho nên tối hôm nay cái bài sám hối này cũng coi như là mình xưng tội. Có suối bậy không phải không? Nghĩ là khỏi đến cha phải không? Khỏi đi xưng tội. Hôm nay không biết có các cha vào nghe không? Vâng. Bài này nó còn có một cái từ khác, đó là ánh sáng và bóng tối. Có một cái tên khác mà mình không biết là cái tên nào là tên chính thức. Trên mạng có hai tên. Mà thực ra mình thích cái tên là ánh sáng và bóng tối hơn. Vì nó diễn tả cái nội dung của bài này. Nó hay hơn. Thì trong bài này nó nói về sám hối, không phải là nói về những người có tội sám hối, mà những người cho mình là không có tội cũng cần phải sám hối. Thì đó. Vì cái sự kiêu ngạo của mình. Đó thì đó, cha nói cha mà còn phải sám hối, phải xưng tội thì tất cả mọi người cũng nên sám hối. Và giờ đây chúng ta 1, 2, 3, 4, 5 người bắt đầu sám hối. Và bên ngoài kia cùng với hát là cầu nguyện sám hối nha. Qua tiếng hát của anh Hoàng Vân trở lại. Có ai bè với anh không? Tự vì mọi người khen là nhóm tình ca hay quá, bè hay quá, và yêu cầu nhóm tình ca quay trở lại với hát là cầu nguyện. Bài này mấy cha chưa có biết bè. Ok, vậy thôi giao hơn bè cho anh Vân. Từ thấy con sống,
thật là rất tốt, không chê vào đâu được, thì con đã quá kiêu căng. Con quay xuống những người tội lỗi xa ngã, nặng lòng xét đoán chi ly về bao điều, lại thêm ánh mắt khinh chê. Nào ngờ chính lúc con đang quay lưng lại, để mà cúi xuống nơi sâu vực sâu, lại là chính lúc con đang quay lưng lại, mặt trời chúa sáng soi cho chính gương mặt tôi tăm đi. Còn đâu rạng rỡ, nào ngờ chính lúc con đang quay lưng lại, để mà cúi xuống nơi sâu vực sâu, lại là chính lúc con đã quay lưng lại, mặt trời chúa sáng soi cho chính gương mặt tôi tăm đi. Con đâu rạng rỡ, con xin hối hận, xin được chúa thứ tha. Con xin ước nguyện luôn nhỏ bé khiêm hạ. Đó, anh Hoàng Vân vừa mới sám hối xong đó. Vâng, thì phải nói là cái chủ đề đời hôm nay, những bài hát mà của các anh chị chọn ra đã đem đến cho chúng ta một đêm thực sự đúng nghĩa là hát là cầu nguyện. Và bây giờ bài hát cuối cùng là bài Mẹ Maria, Mẹ Đạp Tươi. Khi nói tới mẹ là một nhìn gương mặt của mẹ thì lúc nào cũng đem đến cho mình một cái gì đó bình an, ấm cúng, và cảm thấy là nếu mà ai đó cảm thấy có một cái chuyện gì mà không vui ở chung quanh Hương, Hương thấy là đều chạy lên Đức Mẹ hết. Đức Mẹ Con Sò, Đức Mẹ Long Beach. Hoặc là có chuyện gì buồn, không biết nói với ai cũng chạy đến cùng mẹ. Nói tóm lại là khi người mẹ trong gia đình thì để cho các con víu lấy. Nhưng mà mẹ Maria đã để cho mình trút hết tất cả những lo lắng, những ưu tư, những vui buồn gì của mình đều chạy đến với mẹ Maria. Thì mời tất cả mọi người cùng nghe Mẹ Maria, Mẹ Đạp Tươi. Và tối hôm nay bài hát kết thúc chương trình với nhóm Tình Chúa và Gia Hân. Cảm ơn Gia Hân nhiều lắm. Đã lên rồi phải không? Mẹ Maria đẹp tươi như bình minh chiếu rạng ngời, vầng trăng lung linh trời đêm, so với mẹ còn kém xa. Con thành tâm kính mừng thánh mẹ, mừng mẹ đầy ơn phúc, lòng khiết chính như huệ thiên sinh, muôn đời hiển vinh. Mẹ như hoa thơm ngàn hương, luôn tỏa bay chín từng trời. Mọi ô nhơ không hề vương, ôi sắc hồn mẹ sáng tươi. Con thành tâm kính mừng thánh mẹ, mừng mẹ đầy ơn phúc, lòng hiến chính như huệ thắm sinh, muôn đời hiển vinh. Mẹ oai phong nơi tòa cao như đoàn binh tiến vào trận, 12 sao trên chiều thiên nhân đức mẹ người sáng hơn. Con thành tâm kính mừng thánh mẹ, mừng mẹ đầy ơn mẹ đầy ơn, lòng khiêm chính như huệ thắm sinh, muôn đời hiển vinh. Mẹ luôn yêu thương hồn con như biển dâng sóng dạt dào, tầng mây cao xa nào hơn, con thấy thỏa lòng biết bao. Con thành tâm kính mừng thánh mẹ, mừng mẹ đầy ơn phúc, lòng khiết chính như huệ thắm sinh, muôn đời hiển vinh.
vượt không gian qua thời gian, muôn người cung kính lạy mừng. Mẹ cao sang muôn hồng ân, Thiên Chúa ngàn đời mến thương. Con thành tâm kính mừng thành mẹ, mừng mẹ đầy ơn phong, lòng khiêm chính như huệ thắm sinh, một đời hiền bình. Con thành tâm kính mừng thành mẹ, mừng mẹ đầy ơn phong, lòng khiêm chính như huệ thắm sinh, muôn đời hiền vinh. Vỗ tay thật là nhiều cho nhóm Tình Chúa. Một lần nữa Hương xin cảm ơn tất cả mọi người. Và cái chương trình hôm nay thật là ý nghĩa, rất hay. Cho nên quý vị hãy gửi chương trình này ra, share ra thật là nhiều. Hương thấy quý vị đã share ra nhiều lắm rồi đó. Bây giờ mình có cảm ơn không đại diện? Dạ vâng, một lần nữa Thánh Sơn xin được thay mặt cho nhóm Tình Chúa, một lần nữa xin được cảm ơn tất cả quý vị đang theo dõi và sẽ theo dõi chương trình ngày hôm nay. Xin chúc đến tất cả quý vị được nhiều hồng ân của Chúa. Mong Chúa sẽ gìn giữ chúng ta trong những ngày sắp tới. Xin thay mặt cảm ơn. Vâng, và những ngày Tết cũng sắp đến rồi. Tết đây là Tết Nguyên Đán, mới là thực sự là Tết của mình. Thì mong rằng mọi người ăn Tết vui và nhớ những chương trình lần tới, của tuần tới sẽ có một không khí Tết, thì mọi người nhớ chờ đón nha. Và Hương cũng hy vọng là nhóm Tình Chúa sẽ quay trở lại, vì hôm nay được ủng hộ nhiều lắm. Cảm ơn quý vị và chúc quý vị có một giấc ngủ ngon. Và ở bên Việt Nam thì có một ngày thật là bình yên và làm việc hăng say với những lời cầu nguyện vừa qua.